Đây là con điện thoại đáng mua nhất tại thời điểm hiện tại. Anh em khoan ném đá cho mình chứng minh cái nha. Vô. Đảm bảo với anh em là thiết kế này sẽ không bao giờ bị lỗi thời trong vài năm tới. Vì nhìn mấy tấm ảnh tin đồn iPhone 16 thì thiết kế phải nói là ôi dài ôi. Khung viền thép bóng nguyên khối tạo độ sáng, sang trọng và nổi bật. Chắc chắn là anh Đức viền nhôm Titan trên 15 Pro Max cứ sơ hở là cấn và móp. Nói tới khả năng hỗ trợ phần mềm thì iPhone đúng là vô đối nha anh em. Trong vài năm tới thì 14 Pro Max vẫn sẽ chiến mượt và cập nhật iOS thả ga. Yes! Pin pin của 14 Pro Max thuộc hàng trâu với 4.323 mAh. Mà nếu anh em nào xài ít thì phải đến 1-2 ngày mới sạc một lần nha. Mời đến! ProMotion, tên gọi mà Apple đặt cho công nghệ màn hình 120Hz. Hiểu đơn giản như sau. Trong khi tốc độ làm mới màn hình tiêu chuẩn thường các bạn hay thấy đó là 60 lần trên 1 giây là 60Hz, thì trên 14 Pro Max nó hoạt động gấp đôi. Bạn nên nhớ là gấp đôi. Tốc độ làm mới là 120 lần trên 1 giây. Điều này sẽ mang lại trải nghiệm mượt mà hơn và cải thiện khả năng đáp ứng và hiệu suất chơi game tốt hơn cho iPhone của bạn. Về hiệu năng, con chip Apple A16 Bionic trên 14 Pro Max đã thực sự thể hiện tốt ở mặt này. Tuy nhiên, chip Apple A17 Pro trên 15 Pro Max lại được giới thiệu là mạnh nhất, nhanh nhất của nhà táo. Mà câu này thì mùa nào ra mắt sản phẩm mới, anh em mình ai mà chẳng nghe. Tóm lại, anh em nào không quá quan tâm về công nghệ mới thì có thể trải nghiệm 14 Pro Max với tầm giá chỉ 21-22 củ khoai tại 3 chi nhánh Mr. Calvin. Bảo hành 6 tháng đến 1 năm, bao test 30 ngày, không cần phải bỏ thêm hơn chục củ để theo đuổi 15 Pro Max làm gì. Còn mà anh em vẫn muốn lên thì cứ alo cho bên mình, hàng đập hộp Mỹ và Việt đều có sẵn nha.